Mình xin chào các bạn. Hôm nay Lai đã có mặt ở Hét Hoa Nam Lúc 10 để mình quay báo giá giữa tháng 7 cho các bạn. Tất cả những dòng xe tay ga đang có mặt ở Hét luôn, như là dòng AB, SH, Vision, SH Mod, rồi dòng Lead ha, tất cả luôn. Bây giờ mình sẽ nhờ bạn Nhuận để bạn ấy tư vấn giá cho mình, cũng như là những chương trình khuyến mãi nào có mặt ở đây. Bạn ấy đang chờ mình rồi các bạn. Chào em. Rồi, em chào anh Hải. Chào tất cả các bạn. Thì mình tên là Trần Phú Nhuận. Đợi mình tí xíu nha các bạn. Rồi, mình tên là Trần Phú Nhuận, là nhân viên bán hàng của Hit Honda Hồng Đức 10. Số điện thoại của mình là 0964 234 878, và địa chỉ cửa hàng đó là ấp Trà Quýt A, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Thì hôm nay mình sẽ giúp cho các bạn đó là tham khảo về tất cả các giá của các dòng xe tay ga. Dạ, em mời anh Khải và tất cả các bạn mình qua bên đây mình tham khảo giá và xe luôn ha. Giá toàn bộ luôn nha. Dạ. Dạ. Thì đầu tiên đó, thì mình sẽ báo giá từ thấp lên cao cho các bạn dễ nhớ. Thì đầu tiên là dòng xe Vision. Vision á, thì bên mình á, đang có là 3 phiên bản. Thì đối với phiên bản sử dụng chìa khóa thường á, thì giá hiện tại đó là 31.490.000. Phiên bản khóa thường á, thì hiện tại bên mình showroom bên mình không có trưng bày, cho nên các bạn có nhu cầu cứ alo cho mình thì mình sẽ chụp hình gửi cho các bạn, hoặc là có thể hỗ trợ các bạn lên kho để xem xe. Thì giá hiện tại của phiên bản sử dụng khóa thường là 31.490.000 nha các bạn. Phiên bản thứ hai là phiên bản cao cấp. Phiên bản cao cấp thì giá hiện tại đó là 32.990.000. Thì đối với phiên bản cao cấp thì bao gồm là màu đỏ nâu, màu trắng, xanh lục, xanh lam ha các bạn. Thì giá hiện tại là 32.990. Rồi phiên bản thứ ba là phiên bản đặc biệt. Phiên bản đặc biệt thì nó có bao gồm là hai màu. Là phiên nó bao gồm là màu đen nhám và màu trắng ánh kim. Thì điểm các bạn dễ nhận biết là phiên bản đặc biệt nó là cái bánh nó màu đen với lại cái cục thắng nó màu đỏ nha các bạn. Thì giá hiện tại đó là 34.190.000. Thì đó là cái giá của dòng xe Vision. Ngoài ra thì bên mình sẵn giới thiệu cho các bạn là những cái màu sơn độ tại Hét. Thì giới thiệu các bạn đây là màu này là màu cam đen. Thì màu này đó là hiện tại đang hot trên thị trường. Thì hiện tại thì số lượng về rất là ít, và hầu như là về khoảng 3-4 ngày là hết nha các bạn. Thì màu này thì màu sơn nó sẽ đặc biệt hơn, nó đẹp hơn, và được chế độ bảo hành màu sơn 3 năm. Trong 3 năm đó mình chạy màu sơn bị bong chóc bạc màu, lỗi do sản xuất, các bạn cứ đem ra Hét bên mình sẽ được chế độ bảo hành màu sơn 3 năm. Thì đối với giá cả thì đối với màu sơn màu cam này thì giá nó sẽ cao hơn 3.300.000 so với phiên bản đặc biệt. Tại vì phiên bản này đi lên từ phiên bản đặc biệt nha các bạn. Như mình đã nói từ đầu thì phiên bản đặc biệt cái bánh nó màu đen nè, cái cùm thắng nó bên đây nó có nè, cũng là màu đỏ nè. Đây là phiên bản đặc biệt nha các bạn. Thì đối với các bạn nếu mà có nghi ngờ thì mình có nói là phiên bản đặc biệt hay là cao cấp hay không, thì mình sẽ sẵn sàng cho các bạn, nếu có nhu cầu thì mình sẽ lấy đăng kiểm cho các bạn coi. Thì đây là phiên bản đặc biệt nha các bạn. Rồi phiên bản thứ hai mình sẽ giới thiệu các bạn là phiên bản màu xanh, xanh đen xanh lá nha các bạn. Màu xanh là xanh nhám, đây rất là đặc biệt trên xe. Thì tổng thể thì xe tất cả đều là màu xanh, ngoại trừ cái mặt nạ và cái đầu là màu đen, nó nhấn nhá xe mình nó đẹp hơn. Thì đối với giá cả của dòng này thì nó dòng này đi lên từ phiên bản cao cấp nha các bạn. Thì phiên bản này cũng là độ đối với phiên thường bản cao cấp thì cái bánh nó sẽ là màu trắng. Như cái này mình đã độ luôn cái dàn chân các bạn luôn rồi, độ lên cái màu đen các bạn luôn rồi. Đó. Thì giá cũng cao hơn là 3.300.000 so với phiên bản cao cấp. Thì cụ thể hơn, đây là phiên bản cao cấp nhưng mà tư vấn giá nãy đó, thì giá hiện tại là 32.990 cộng thêm là 3.300.000 so với giá của nó. Đây. Ngoài ra thì mình sẽ giới thiệu các bạn thêm màu mà là màu bạc bóng ha các bạn. Bạc bóng thì con này cũng đi lên từ phiên bản cao cấp. Thì bản cao cấp thì các bạn thấy bánh cái màu trắng nè. Đây, cái này mình chỉ độ cái màu thôi, chưa độ bánh giống như chiếc màu xanh nãy. Thì các bạn muốn lấy chiếc này thì giá hiện tại cao hơn 3.000.000 so với phiên bản cao cấp. Như hồi nãy độ dàn chân thì cao hơn 3.300.000. Cái này độ không có độ bánh thì giá 3.000.000 thôi.
Rồi ngoài ra thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn thêm là màu đỏ hoa văn. Đây, màu đỏ hoa văn thì các bạn thấy có những cái lằn hoa văn gọn hai bên ngoài trước và hai bên thân xe. Những cái hoa văn này thì ưu điểm của nó, ví dụ các bạn đi vào những cái quán cà phê hoặc là đèn xanh đèn đỏ chẳng hạn, khi mà được ánh đèn chiếu rồi vào đây thì xe mình sẽ gợn lên những cái hoa văn trên đây, thì làm cho xe mình nó nổi bật hơn, nổi trội hơn. Thì giá cả thì nó sẽ cao hơn 3 triệu đồng so với phiên bản cao cấp, tại vì màu đỏ này là phiên bản cao cấp. Rồi phiên bản kế tiếp là phiên bản màu đỏ đen. Màu đỏ đen này là nó lấy hình tượng từ cái phiên bản SH Mo nha các bạn. Thì nhìn sơ qua thì các bạn thì mình sẽ cũng nó cũng giống giống như là phiên bản SH Mo. Nó được độ là thân xe màu đỏ, rồi mặt nạ đen, bánh màu đen, giống như SH Mo. Thì nói về giá cả thì nó sẽ cao hơn là 3.300.000 so với phiên bản cao cấp. Chiếc này đi lên từ phiên bản cao cấp nha các bạn. Nó độ cả màu sơn và độ cả dàn chân, bánh rồi ha các bạn. Rồi đó là nó sơ về dòng xe của Vision. Rồi kế tiếp là mình sẽ báo giá cho các bạn thì các dòng xe của Lead cho các bạn. Thì đối với dòng xe Lead ấy, thì nó có 3 phiên bản. Phiên bản tiêu chuẩn á, là giá hiện tại đó là 38.090.000. Phiên bản thứ hai là phiên bản cao cấp, giá hiện tại đó là 40.090.000. Phiên bản thứ ba là phiên bản màu đen nhám. Phiên bản đen nhám là phiên bản kỷ niệm 10 năm, giá hiện tại là 41.290.000. Đó là giá của dòng xe Lead. Rồi kế tiếp là mình sẽ báo giá cho các bạn về dòng xe Air Black phiên bản 2020. Bản 2019 thì hiện tại nó không còn hàng nữa nha các bạn, cho nên mình không báo giá. Thì đối với Air Black phiên bản 2020 thì nó chia ra là 125, bản tiêu chuẩn đó là giá hiện tại là 42.190.000. Mình ra trước mình coi xe sẵn em báo giá xem cho các bạn dễ coi nha. Rồi phiên bản thứ hai đó là phiên bản đặc biệt, giá hiện tại là 43.690.000. Phiên bản đặc biệt là màu nó màu đen vàng đồng đen nhám nha các bạn. Rồi Alex phiên bản 150, nó bản tiêu chuẩn thì giá hiện tại đó là 55.190.000. Phiên bản đặc biệt giá hiện tại là 56.390.000. Đó, thì như trên các màn hình các bạn đang xem thì đây là phiên bản độ màu. Tất cả là ba chiếc này đều là độ màu hết. Đấy, tem nó được sơn vào trong luôn nè. Đó, kèm để xe mình nó sắc nét, nó đẹp hơn rất là nhiều. Thì tùy theo phiên bản thì giá nó sẽ cao hơn là 3.500.000 so với cái phiên bản hiện tại của nó. Thì ví dụ như là ba chiếc này được đi lên từ phiên bản đặc biệt nè, giá hiện tại là cao hơn 3.350.000. Hai chiếc này là 125 nha các bạn, còn chiếc này là chiếc 150 được độ lên phiên bản đặc biệt. Rồi kế tiếp thì mình sẽ giới thiệu các bạn về dòng xe SH Mo. SH Mo thì nó chia ra làm hai giá. Thì đối với phiên bản thắng thường sử dụng thắng CBS đó các bạn, thì giá hiện tại đó là 61.990.000. Phiên bản thứ hai là phiên bản có ABS thì nó bao gồm là màu đỏ đô và màu bạc, giá hiện tại đó là 69.990.000. Đối với phiên bản này nó cao hơn, lý do là nó có phanh ABS nha các bạn. Đây, phanh ABS chỗ này. Thì ưu điểm của cái phanh này khi mà mình đi vào những đoạn đường là trơn trượt hoặc là những đoạn đường mình thắng gấp hoặc là có vật cản trên đường đó, thì cái phanh ABS này khi mình phanh gấp thì nó sẽ chống bó cứng phanh, nó không bị chao đảo xe nè. Đó, nó sẽ an toàn hơn cho các bạn. Thì màu ngoài ra thì bên mình ở SH Mo cũng có màu độ, thì màu này là màu trắng đen. Trắng đen thì màu là màu độ, như hồi trước đó, là màu trắng này cũng có nằm trong phiên bản màu của Honda. Nhưng mà thời gian này thì màu trắng này Honda đã bỏ màu rồi, cho nên là bên Head mình đã quyết định độ lại con màu trắng này. Các bạn có nhu cầu thì các bạn ghé Head bên mình để lựa con này. Thì nói về giá màu độ thì nó sẽ cộng thêm 2.500.000 so với cái màu sơn độ nha các bạn. Rồi kế tiếp thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn về SH 2020. SH 2020 thì nó chia ra làm 4 phiên bản. Phiên bản thứ nhất là phiên bản 125 sử dụng phanh CBS.
thì giá hiện tại đó là 81.990.000. Nó bao gồm đó là màu đen, trắng đen, đỏ đen và xám đen. Phiên bản thứ hai là phiên bản 125 có ABS là giá hiện tại là 91.990.000. Phiên bản thứ ba là phiên bản 150 phanh CBS phanh kép thì giá hiện tại đó là 101.990.000. Phiên bản cuối cùng là phiên bản có ABS 150, giá hiện tại là 112.990.000. Thì đối với phiên bản màu độ thì bên mình cũng có những màu độ, ví dụ như là màu vàng nè, rồi màu bên đây màu vàng đồng nè. Thì những cái màu độ này thì giá sẽ cao hơn là 5 triệu đồng so với màu sơn thường. Rồi đó là tất cả cái giá xe của dòng xe Taiga. Ngoài ra khi các bạn mua xe thì các bạn sẽ được tặng là một nón bảo hiểm chính hãng của Honda, một cái áo mưa, móc khóa thẻ bếp, phiếu xăng là 3 lít xăng. Khi kiểm tra định kỳ tại hết bên mình có 6 lần kiểm tra định kỳ trong 3 năm sẽ được giảm là 50% phí thay nhớt. Ngoài ra thì các bạn đang là học sinh, sinh viên, học sinh từ lớp 12 hoặc là cao đẳng đại học thì khi mua xe các bạn sẽ được chương trình quay số bốc thăm. Mình có cơ hội là trúng một cái đồng hồ Casio cao cấp, phiếu hoàn tiền từ 300.000 đến 1 triệu đồng, rồi thẻ cào 300.000 hoặc là ba lô cao cấp. Thì chương trình này áp dụng từ ngày 15 tháng 5 cho đến hết ngày 30 tháng 9. Cho nên các bạn nếu là sinh viên thì các bạn cứ đem theo thẻ sinh viên, các bạn sẽ được hỗ trợ chương trình quay số. Ngoài ra thì đối với chương trình mua góp thì đang có chương trình là lãi suất 0.99 đối với dòng xe là Vision và Air Black. Thì các bạn phải trả là 20% giá trị xe thì các bạn đã hưởng cái chương trình lãi suất rất là rẻ này rồi. Cho nên các bạn đang có nhu cầu thì mình không cần phải suy nghĩ nữa, nhanh chân đến hét bên mình nha các bạn, hoặc là alo cho mình. Rồi, mình cảm ơn các bạn. Rồi, thì bạn Nhuận vừa báo giá cho các bạn tất cả dòng xe Taiga đang có mặt ở hét. Hôm nay mình làm video này mình báo giá tất cả luôn nha các bạn, không trừ dòng xe Taiga nào. Thì đây là giá đã bao gồm thuế VAT nhưng mà chưa có bao gồm phí lăn bánh nha các bạn. Bây giờ mình xin kết thúc video này ở đây nha các bạn. Xin chào các bạn.